Siêu thị máy tính trí An Khang xin chào. Ngày hôm nay thì An Khang sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của Dell, đó là Dell Virtual V3568. Vâng, sản phẩm này của chúng ta có thiết kế cứng cáp mạnh mẽ với một cấu hình hiện đại. Máy sử dụng thế hệ con chip Kaby Lake mới nhất của Intel cùng với loại RAM DDR4 và ổ cứng lên tới 1TB. Chiếc máy tính này sẽ rất là phù hợp với những bạn sinh viên ngành kinh tế, ngoại ngữ có nhiều tài liệu cần lưu trữ cho học tập và công việc sau này. Độ dày của máy chỉ 2,36cm và khối lượng chính xác cho sản phẩm của chúng ta đó chính là 2,18kg, thích hợp cho những bạn nữ ít phải di chuyển. Lớp vỏ nhựa carbon cùng bề mặt vân hạt gạo mang đến vẻ bền bỉ và chắc chắn khi cầm nắm, tuy nhiên sản phẩm sẽ hơi bị bám vân tay, bạn cần phải lau chùi thường xuyên để giữ sản phẩm được trông như mới. Laptop Dell Virtual V3568 được trang bị màn hình kích thước lớn 15.6 inch với độ phân giải là HD. Đặc biệt, sự có mặt của công nghệ TrueLight sẽ giúp cho màn hình có khả năng chống lóa, đem đến sự thoải mái khi sử dụng ở môi trường nhiều ánh sáng khác nhau. Chiếc máy tính của chúng ta được trang bị bàn phím dạng checklist thông dụng hiện nay với các phím bấm được sắp xếp khoa học, lực phím ổn định nhưng hành trình phím thì hơi thấp một chút. Bàn di chuột cảm ứng được thiết kế rộng rãi, nổi bật với bề mặt được làm mịn cho bạn cảm giác lướt chạy rất là êm tay, thuận tiện để bạn sử dụng liên tục khi lướt web hoặc là làm việc. Một điểm nổi bật khác mà sản phẩm của chúng ta mang lại đó chính là máy được trang bị chức năng khóa máy bằng vân tay rất là tiện lợi và sang trọng. Mặt đáy của Virtual V3568 được thiết kế liền mạch với các khe thoát gió rộng, pin được làm rời nên bạn có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh máy. Theo nhà sản xuất thì dung lượng pin của chúng ta lên tới 3 sao và có thể sử dụng được 3,5 tiếng cho các công việc văn phòng cơ bản. Cổng VGA kết nối với máy chiếu đời cũ vẫn được trang bị trên Virtual V3568 này. Ngoài ra chúng ta còn có cổng mạng LAN tốc độ Giga, thêm một cổng HDMI, hai cổng USB 3.0 ở cạnh trái. Ở cạnh phải của chúng ta thì sẽ có một ổ đĩa quang phục vụ cho những nhu cầu học ngoại ngữ, xem phim. Bạn có thêm một cổng USB jack cắm tai nghe 3.5mm và một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh SD. Đây là một chiếc laptop có cấu hình mạnh mẽ với chip Core i5 thế hệ thứ 7 Kaby Lake, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, làm việc của các bạn sinh viên khối ngành kinh tế, ngoại ngữ hay là giới công sở. Ngoài một RAM 4GB DDR4 thì bạn có thể nâng cấp thêm 8GB nữa nếu như có nhu cầu cao hơn trong tương lai. Kênh âm thanh 2.0 của Virtual V3568 tích hợp công nghệ Max Audio giúp tái hiện âm thanh trầm bổng một cách rõ ràng, chi tiết nhằm phục vụ bạn nghe nhạc MP3, thưởng thức những tiếng động trong phim hay là khi chơi game. Với dòng Dell Virtual V3568 thì bạn có hai lựa chọn với mức giá khác nhau. Sản phẩm có sẵn Windows 10 bản quyền sẽ có mức giá là hơn 13 triệu đồng. Và nếu như muốn tiết kiệm khoảng 400.000 đồng thì bạn có thể lựa chọn phiên bản không Win. Và phiên bản của Windows 10 bản quyền sẽ giúp bạn sử dụng được ổn định hơn, ít bị lỗi. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Bạn cần biết thêm thông tin chi tiết thì có thể truy cập thêm đường link ở phía dưới video hoặc là website ankhang.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!